Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng ở Đam Rông. Khi mua thuốc dễ như mua rau. Những bất cập trong việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Những bức ảnh về Thế chiến thứ nhất được tô lại màu nhằm đưa lịch sử trở lại đời sống đương đại một cách rực rỡ nhất. Đồng bảy cho cờ vua ở Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng ngày 8 tháng 11. Các đoàn đại biểu Quốc hội thuộc tổ 17 gồm Nghệ An, Thái Nguyên và Lâm Đồng đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật kiến trúc. Các đại biểu cho rằng, để bắt kịp với xu hướng phát triển và hội nhập, thì việc ra đời của luật kiến trúc sẽ là một hành lang pháp lý nhằm tạo công cụ pháp lý có hiệu quả cao để điều chỉnh cơ bản quá trình phát triển và tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc, phát huy vai trò của kiến trúc sư, các tổ chức cá nhân hành nghề kiến trúc và xã hội trong hoạt động kiến trúc. Đại biểu Quốc hội Triệu Thế Hùng, đoàn Lâm Đồng cơ bản đồng ý với quan điểm đã đưa ra trong dự thảo luật. Nhưng theo kinh nghiệm lịch sử thì kiến trúc phải theo quy luật khách quan, quy luật sinh thái về đời sống văn hóa, kể cả văn hóa tâm linh. Đại biểu góp ý về mối quan hệ giữa kiến trúc với quy hoạch để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững. Liên quan giữa kiến trúc với cái quy hoạch về xây dựng thì phải được quy định ở trong này. Thế thì cái quy hoạch xây dựng ở trong cái dự thảo thì quy định khá là mờ nhạt và cũng chúng tôi thấy không có mấy ý nghĩa ở cái khoản 3 điều 4 của dự thảo. Cho nên là tôi cũng đề nghị là cái dự thảo luật này cần thể hiện rõ là cái quy hoạch xây dựng có liên quan đến kiến trúc với những cái đòi hỏi nghiêm khắc của kiến trúc đối với quy hoạch để đảm bảo có cái mặt bằng và một cách minh bạch, tránh tình trạng mà cứ liên tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách dễ dàng và tùy tiện như là hiện nay. Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, đoàn Lâm Đồng nêu lên vấn đề về chế tài trách nhiệm gắn với các quy chuẩn kiến trúc và vấn đề xã hội hóa trong hoạt động kiến trúc. Và tôi cho rằng là ngoài cái việc mà đưa ra các cái quy chuẩn, các cái trách nhiệm về cái quy chuẩn về kiến trúc thì cũng phải đưa ra những cái vấn đề là những cái hậu quả của cái việc kiến trúc không đúng mà chúng ta phải xử lý thì trong luật cũng phải có. Và cái vấn đề lớn tiếp theo mà tôi muốn nêu ở đây chính là cái quan điểm về cái xã hội hóa trong cái kiến trúc. Ở đây toàn bộ những cái vấn đề như là cấp chứng chỉ hành nghề rồi là đào tạo này khác thì tôi nghĩ rằng là tôi so sánh với rất nhiều ngành khác thì những vấn đề này người ta để cho hiệp hội làm. Ngoài ra, một số đại biểu khác cũng cho rằng thực tiễn phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam cho thấy việc ban hành luật kiến trúc là hết sức cần thiết nhằm khắc phục các hạn chế tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ kiến trúc sư có đức có tài, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Do vậy, cần phải thể chế hóa cụ thể để có hành lang pháp lý về kiến trúc để tránh chồng chéo. Tuy vậy, dự thảo này vẫn còn nhiều điều quy định chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyển sang lĩnh vực lâm nghiệp. Sáng nay 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. cùng đại diện một số sở ngành của tỉnh đã kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng 10 tháng đầu năm 2018 tại huyện Đam Rông. Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng huyện Đam Rông đã phát hiện và lập biên bản 60 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, giảm 24 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khai thác rừng trái phép 25 vụ, vận chuyển lâm sản 7 vụ, mua bán và cất giữ lâm sản trái phép 13 vụ. Lực lượng chức năng đã xử lý 51 vụ, gồm xử lý hành chính 49 vụ và xử lý hình sự 2 vụ. Số gỗ tịch thu qua xử lý gần 90 mét khối gỗ tròn, 21 mét khối gỗ sẻ. Thu nộp ngân sách nhà nước gần 440 triệu đồng. Trong đó, tiền bán lâm sản tịch thu gần 400 triệu đồng, tiền xử phạt 47 triệu đồng.
hai đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liên và Ban Quản lý phòng hộ Serebok đã triển khai rà soát diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép để tiến hành giải tỏa được gần 63 hectare. Về công tác trồng rừng, trồng cây phân tán đã tiến hành trồng được 20 hectare rừng thay thế, 25 hectare rừng sau giải tỏa và trồng trên 1.000 cây phân tán với các chủng loại như sao đen, xà cừ, dầu rái. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Đâm Rồng, đặc biệt là số vụ vi phạm có chiều hướng giảm, công tác trồng rừng, trồng cây phân tán đều đảm bảo các yêu cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. yêu cầu huyện Đâm Rồng cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, tiếp tục củng cố hồ sơ, nhất là những vi phạm hình sự, để xử lý theo quy định, nhằm răn đe các đối tượng khác, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cây giống để chuẩn bị cho công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019. Cần nhanh chóng triển khai xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Cần bám sát thực tế địa bàn, khu vực, nhất là những nơi phức tạp về công tác quản lý bảo vệ rừng. Trên cơ sở đó có phương án giải quyết theo thẩm quyền. Trên lĩnh vực nông nghiệp, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hơn 250 cơ sở sản xuất, gieo ươm giống rau với số lượng 3,2 tỷ cây giống một năm, cung ứng cây giống để sản xuất trên 65.000 hectare rau các loại mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung ứng hạt giống rau chủ yếu là nhập từ nước ngoài, chiếm tỷ lệ hơn 85%. Gần 15% số giống còn lại sản xuất tại địa phương như cà rốt, atiso, khoai tây, đậu cô ve, đậu Hà Lan, v.v. Là địa phương sản xuất rau trọng điểm của cả nước, nhưng nguồn giống lại quá phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu là một trở lực để phát triển ngành rau địa phương. Do đó, Lâm Đồng đang nghiên cứu các giải pháp để chủ động nguồn giống bằng các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, 10 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 555 triệu đô la Mỹ, đạt hơn 88% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 10 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt gần 57 triệu đô la Mỹ, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Cụ thể, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ yếu và tăng so với cùng kỳ là alumin trên 57.000 tấn, cà phê nhân 10.000 tấn, chè chế biến 590 tấn, rau củ quả 390 tấn, hoa 33 triệu cành. Với thị trường xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Lâm Đồng là các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, để tiếp tục nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong những tháng còn lại của năm 2018. Bên cạnh những giải pháp trong đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư vào các dự án sản xuất có quy mô lớn, tỉnh Lâm Đồng sẽ tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất đổi mới công nghệ, tiếp cận vốn vay để mở rộng sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, Lâm Đồng có hơn 80% lao động được tuyển dụng xuất khẩu với các doanh nghiệp nước ngoài. Lâm Đồng khó khăn trong công tác quản lý mua thuốc không kê đơn. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng, trung bình hàng năm toàn tỉnh có hàng trăm lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường khác nhau, trong đó có 100% lao động của tỉnh đạt tiêu chuẩn sơ tuyển với các công ty xuất khẩu lao động. Nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động tại địa phương, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Lâm Đồng đã tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân về chính sách xuất khẩu lao động của tỉnh, làm rõ lợi ích của việc xuất khẩu lao động đối với vấn đề giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh việc phối hợp với các phòng lao động thương binh và xã hội, Trung tâm còn chủ động ký kết những kế hoạch liên tịch với các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên về công tác xuất khẩu lao động, đồng thời xây dựng mạng lưới cộng tác viên đến từng hộ gia đình để vận động, tư vấn, cung cấp thông tin cho người lao động. Từ giải pháp trên, công tác xuất khẩu lao động của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Hàng năm có hàng trăm lao động tham gia đăng ký, tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường khác nhau, trong đó 100% lao động của tỉnh đạt sơ tuyển với các công ty xuất khẩu lao động. Hơn 80% trúng tuyển chính thức với các nghiệp đoàn, đối tác nước ngoài. Không có trường hợp nào bỏ trốn khỏi công ty khi đang làm việc ở nước ngoài. Thông tin trên lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến hết tháng 10 năm 2018, trong toàn tỉnh có 367 trên 639 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,3%. Trong năm học này,
ngành giáo dục đào tạo đang phối hợp với chính quyền 12 trên 12 huyện thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng nâng cấp hệ thống trường lớp, mua sắm các cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhằm hỗ trợ các trường phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia. Có thể nói, việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chí quan trọng để tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định của chính phủ. Chuyển sang lĩnh vực y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các ngành liên quan thực hiện quyết định số 6193 ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi năm 2018 đến năm 2019, đồng thời chủ động phòng ngừa dịch bệnh tay chân miệng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi và rubella cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi, đợt 1, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2018, và đợt 2, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2019 của Bộ Y tế quy định. Đồng thời rà soát tình hình dịch bệnh tay chân miệng, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến kiến thức cơ bản về bệnh tay chân miệng và các biện pháp phòng ngừa cho giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh, đặc biệt là giáo viên và cha mẹ trẻ em bậc học mầm non. Tổ chức đợt tổng vệ sinh các trường, lớp học, đặc biệt làm sạch bề mặt lớp học và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng tại bậc học mầm non. Bố trí đủ xà phòng, địa điểm thuận lợi để học sinh dễ dàng thực hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận hơn 370 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 160 ca so với năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, 91% người dân nông thôn, 88% dân thành thị, khi bệnh chỉ cần ra tiệm thuốc mua kháng sinh mà không cần toa của bác sĩ. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh tại Việt Nam là hết sức trầm trọng, và Lâm Đồng cũng không phải là ngoại lệ. Khi thực trạng người dân vào ra mua thuốc kháng sinh dễ dàng như đi chợ mua rau vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Thay vì đi đến các cơ sở y tế để được thăm khám, câu trả lời tìm đến hiệu thuốc gần nhà là đáp án của hầu hết người dân khi được hỏi về việc làm đầu tiên khi thấy cơ thể có những triệu chứng bất thường như ho, sốt, nhức đầu, sổ mũi là gì. Một điều thật khó hiểu rằng, tại sao chiếc xe đạp, xe máy hỏng thì được mang ra hiệu để thợ sửa, trong khi con người bị bệnh lại tự chữa. Cảm xúc ho thông thường này mình ra hiệu thuốc tây, mình mua thuốc uống. Nhiều khi mình chủ quan, mình cứ nghĩ nó không có ảnh hưởng trầm trọng thì mình đi mua thuốc để uống cho nhanh. Không cần đơn, người dân kể bệnh, dược sĩ kê thuốc và những loại thuốc như kháng sinh, kháng viêm hay biệt dược gốc, thuốc chứa corticoid như thế này vẫn dễ dàng mua được. Đóng vai một người bệnh với cùng một triệu chứng cảm, ho, sốt, sổ mũi, tôi tìm đến hai hiệu thuốc bất kỳ tại thành phố Đà Lạt thì được những dược sĩ ở đây kê cho hai đơn thuốc hoàn toàn khác nhau như thế này đây. Với những loại kháng sinh đặc trị như thế này mà chỉ cần tôi yêu cầu dùng một hay nhiều ngày thì những dược sĩ ở đây vẫn dễ dàng chấp nhận. Chính sự mua thuốc thiếu trách nhiệm với ngay bản thân mình với người bệnh đã trở thành căn bệnh khó chữa. Hậu quả vô cùng nguy hiểm là tình trạng đề kháng kháng sinh. Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đang phải đối mặt với tốc độ lan rộng của các vi khuẩn kháng nhiều nhóm kháng sinh. Tại các khoa hồi sức tích cực, vấn đề này còn nan giải hơn. Do nơi đây tập trung những bệnh nhân nặng nhất, qua nhiều khoa điều trị, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc ở Việt Nam đang ở mức báo động. Không chỉ ghi nhận một mà vài loại siêu vi khuẩn kháng lại mọi loại thuốc kháng sinh. Cái việc điều trị kháng sinh uống ở ngoài cộng đồng bác sĩ cho là không hiệu quả, sau đó bệnh nhân diễn tiến nặng suy hấp thì vào đây. Phần lớn là những bệnh nhân có những bệnh mãn tính kèm theo, kèm rồi vào viện một có tình trạng nhiễm trùng, có thể là ví dụ như nhiễm trùng phổi, là chẩn đoán viêm phổi đấy. Những trường hợp đó là điều trị rất là khó khăn. Rồi việc sử dụng kháng sinh trong bệnh viện đôi lúc nó cũng còn nhiều trường hợp là nó không phù hợp, dẫn đến đề kháng kháng sinh. Những trường hợp nhiễm khuẩn trong bệnh viện mà những cái vi khuẩn mà đề kháng đa kháng thì rất nguy hiểm. Rất dễ dẫn đến cái nguy cơ tử vong. Để kiểm soát vấn nạn mua bán sử dụng thuốc kê đơn tràn lan, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản quy định về việc kê đơn và bán thuốc kê đơn.
trong đó quy định rõ, đối với hành vi bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn thuốc bị xử phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Với mức phạt thấp như thế này, nếu công tác thanh kiểm tra không được thực hiện thường xuyên, sẽ khiến nhiều cơ sở bán lẻ thuốc vì lợi nhuận sẽ vẫn tiếp tục vi phạm. Vậy chức năng của đơn vị quản lý là Sở Y tế đã thực hiện ra sao khi tình trạng bán thuốc không kê đơn vẫn tràn lan? Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã liên lạc với đơn vị chức năng là Sở Y tế Lâm Đồng, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, bên cạnh công tác quản lý của nhà nước, thì nhận thức của người dân trong việc mua bán sử dụng thuốc vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Để cái phòng ngừa cái tình trạng mà đề kháng kháng sinh thì việc đầu tiên á, đối với người thầy thuốc là phải kê đơn một cách hợp lý. Kê đơn nó phải đúng với lại cái bệnh lý, sử dụng kháng sinh nó phải phù hợp trong cái đơn thuốc. Tùy vào cái tình trạng nhiễm khuẩn ở đâu, mình có thể xác định được cái nguyên nhân, cái tác nhân gây bệnh, loại vi khuẩn gây bệnh và sử dụng kháng sinh cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là ghi đơn nó phải tùy thuộc vào trên cái cơ địa của bệnh nhân đấy, và đúng liều, đúng thời gian để điều trị. Còn đối với người dân thì cái việc mà tự sử dụng kháng sinh là không nên. Đấy. Nếu mình sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi, tự mua thuốc thì tự mình sẽ làm cho nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Sự dễ dãi đó dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh tràn lan và hậu quả làm cho thời gian điều trị bệnh kéo dài, phải sử dụng nhiều loại kháng sinh, chi phí điều trị tăng cao. Không còn sớm để chúng ta cùng chung sức chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh, đừng để ngày mai không thuốc chữa. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong năm 2018, thành phố Bảo Lộc đã hoàn thành 4 tuyến đường giao thông và khởi công xây dựng mới 27 công trình trên địa bàn. Trong đó, nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc trực tiếp quản lý và làm chủ đầu tư là trên 156 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp trên 5,5 tỷ đồng. Cùng với đóng góp kinh phí, nhân dân các địa phương đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây trồng và vật kiến trúc để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Thông qua chương trình này đã góp phần thực hiện tốt công tác kiên cố hóa giao thông nông thôn, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Ngày 8 tháng 11, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo chuyên đề Tiết đọc thư viện cho 120 cán bộ làm công tác quản lý, giáo viên các trường tiểu học của 3 huyện phía Nam, huyện Đâm Rông, Lạc Dương và Bảo Lâm. Tại đây, các giáo viên được trải nghiệm bằng một tiết đọc thư viện cùng học sinh gồm hai phần, đó là đọc to, nghe chung, kết hợp hoạt động, mở rộng, viết vẽ, và phần cùng đọc kết hợp hoạt động, mở rộng, sắm vai cho nhân vật trong sách. Sau đó cùng nhau thảo luận, chia sẻ nội dung chuyên đề của tiết dạy. Qua buổi hội thảo chuyên đề nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên thiết lập và quản lý mô hình thư viện thân thiện ngay tại các trường tiểu học, giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng sáng tạo, biết lựa chọn các nội dung và kỹ thuật dạy học phù hợp để hướng dẫn các tiểu mục sách phù hợp cho từng đối tượng học sinh. Được biết, đây là một trong những nội dung nằm trong dự án thư viện trường học thân thiện do tổ chức phi chính phủ của Mỹ mang tên Room Durit tài trợ. Ngày 7 tháng 11, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Lâm Đồng phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao máy ấm tình thương cho gia đình bà Ca Đụi, thôn 3, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm. Căn nhà có tổng diện tích khoảng 70m² với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Bảo Việt Nhân Thọ hỗ trợ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại là gia đình và người thân đóng góp. Được biết, bà Ca Đụi là con liệt sĩ, chồng mất sớm. Hiện cuộc sống của gia đình bà rất khó khăn, thiếu thốn. Với việc hỗ trợ về nhà ở đã tạo điều kiện cho bà Ca Đụi ổn định cuộc sống. Sáng ngày 8 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã khai mạc giải thể thao người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư năm 2018. Tham dự giải lần này có 150 vận động viên khuyết tật đến từ 7 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên sẽ thi đấu ở các nội dung gồm cờ tướng, điền kinh, đua xe lăn với 4 nội dung gồm nữ 100m và 400m, nam 100m và 800m. Đua xe lắc hai nội dung là nữ 1000m và nam 1500m. Ban tổ chức cho biết
Giải thể thao người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư 2018 thu hút được nhiều vận động viên đến từ các huyện tham gia. Đây là cơ hội để những người khuyết tật giao lưu, rèn luyện sức khỏe, hòa nhập với cộng đồng. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 11. Tiếp theo chương trình là thông tin trong nước và quốc tế. Xung quanh về những bất cập trong việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Những bức ảnh về Thế chiến thứ nhất được tô lại màu nhằm đưa lịch sử trở lại với đời sống đương đại một cách rực rỡ nhất. Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 1.120 nghìn tỷ đồng bằng 84,9% dự toán, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nội địa tháng 10 ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34 nghìn tỷ đồng so với tháng 9. Chủ yếu do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai nộp các khoản thuế, chế độ cho phép được thu theo quý. Lũy kế 10 tháng thu nội địa ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán, tăng 15,8%. Về tình hình thu ngân sách tại các địa phương, theo Bộ Tài chính, có 48 trên 63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 83%, 59 trên 63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, một số địa phương trọng điểm thu như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, tiến độ thu đạt thấp. Cùng với luật giáo dục đại học, luật giáo dục dự kiến sẽ trình và thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này. Tuy nhiên, do còn nhiều bất cập, nhất là liên quan đến tranh cãi xung quanh tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nên luật giáo dục sửa đổi chưa được thông qua. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 với 63 cụm thi do 63 tỉnh, thành phố trên cả nước chủ trì. Kỳ thi đã đem lại nhiều thuận lợi cho các sĩ tử, người nhà trong việc đi lại, ăn ở, tuy nhiên cũng lộ rõ nhiều yếu kém. 9 cán bộ ngành giáo dục tại 4 địa phương đã bị khởi tố hình sự, hàng trăm thí sinh được sửa điểm. Cá biệt có trường hợp thí sinh được từ điểm chưa tốt nghiệp lại bụt sáng thành niềm tự hào của địa phương mình. Đề thi chưa phù hợp về độ khó, lỗ hổng nghiêm trọng về bảo mật chấm thi. Chỉ 4 hay nhiều địa phương có gian lận thi cử. Dễ dàng nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của cả những em mà được có kết quả điều chỉnh, cả những cái em mà không có kết quả điều chỉnh. Các em sẽ thấy là cái việc mà mình cố gắng nỗ lực học tập dường như là nó sẽ không được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan công bằng. Trước những sai phạm được coi là bê bối nhất trong lịch sử của kỳ thi này, thì vấn đề có nên tiếp tục hay dừng việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia lại được đặt ra. Đó là có nên giao cho các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi hay không? Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp và đại học ra thành hai kỳ thi độc lập? Hay thậm chí là giao việc xét tốt nghiệp về cho các địa phương, không cần phải thi nữa? Đó là hai cái kỳ thi này đấy. Thì đúng sai chưa bàn, nhưng dư luận xã hội thì cho rằng thi đại học tương đối nghiêm túc trước đây đấy, còn thi phổ thông đấy thì tương đối dễ dãi, thì chúng ta lại đi bỏ cái kỳ thi được xã hội coi là nghiêm túc để chọn cái kỳ thi mà nó dễ dãi như thế. Trong khi sai phạm kỳ thi đang tiếp tục được điều tra và mở rộng, cùng với nhiều tranh cãi xung quanh nên tiếp tục kỳ thi hay không, thì Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra đề xuất được xét tốt nghiệp. Theo luật giáo dục năm 2005, dù không yêu cầu phải thi Trung học phổ thông quốc gia, nhưng vẫn yêu cầu phải thi. Vậy nếu Thành phố Hồ Chí Minh xét thì tính pháp lý sẽ như thế nào? Đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ và phải có sự thống nhất trong luật giáo dục sửa đổi sắp tới. Trong cái luật giáo dục sửa đổi tới này thì những vấn đề đấy cũng phải đặt ra. Vậy thì chúng ta cũng phải tính nhiều chiều. Nếu như mà chúng ta xét tốt nghiệp thôi thì cái bằng cấp của các em, những nơi cần dùng người ta có cái độ tin cậy đến đâu? Thế và nếu như mà đánh giá một cái kỳ thi quốc gia thì ta cũng phải hiểu rằng cái trình độ chung của các em so với mặt bằng cả nước nó như thế nào. Thi Trung học phổ thông quốc gia là kỳ thi có mức ảnh hưởng rất lớn, tác động tới không chỉ hàng triệu học sinh, gia đình mà còn cả xã hội. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm đưa ra phương án hợp lý nhất. Cùng với đó, kỳ thi phải hướng tới sự ổn định, tránh tình trạng thay đổi từng năm. Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức buổi đối thoại chính sách đảm bảo quyền được bảo vệ của trẻ em khỏi các hình thức phân biệt đối xử với sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên và phụ huynh. Dù đã được pháp luật quy định đầy đủ, song theo khảo sát, nhiều cha mẹ, các thầy cô vẫn thường vô tình thực hiện các hành vi phân biệt đối xử trẻ, đặc biệt về giới tính,
tình trạng khuyết tật, năng lực, hoàn cảnh mà không hề biết rằng mình đang vi phạm. Ở các cái môi trường, gia đình, nhà trường và xã hội thì chúng ta cũng chưa có được những cái thống nhất về cái quan niệm và cái nhận diện các cái hành vi liên quan đến phân biệt đối xử đối với trẻ em. Ví dụ như là trong gia đình thì yêu thương người con này hơn người con kia, ở nhà trường thì có sự so sánh giữa bạn nọ với bạn kia. Theo số liệu tại hội thảo, vấn đề phân biệt đối xử kỳ thị và bạo lực đối với học sinh LGBT, cộng đồng người chuyển giới song tính và đồng tính trong các trường thì có đến 41% học sinh LGBT đã bị lạm dụng dưới một số hình thức như bị quấy rối, bị bắt nạt và 38% nói rằng đã bị ngược đãi. Hơn 55% trẻ em và thanh thiếu niên bị ngược đãi thừa nhận đã trải qua nỗi ghê sợ bản thân. Hơn 35% có ý nghĩ tự tử. Tuy nhiên, theo chính các em thì công tác tư vấn học đường hiện chưa hiệu quả. Như một số trường học bây giờ có cái chương trình giáo dục về giới tính, và từ đó thì cũng có cái liên quan đến về phân biệt không phân biệt đối xử. Thì thực ra thì em thấy cái nội dung của cái chương trình này nó khá là khô khan, nó nghiêng về định nghĩa nhiều hơn. Các chuyên gia cho rằng đã có mức xử phạt các hành vi phân biệt đối xử với trẻ em, song cần nâng cao công tác truyền thông cũng như các kênh tư vấn hỗ trợ trẻ em mang tính bảo mật và tin cậy. Thưa quý vị và các bạn, gần nửa năm nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất đá chạy trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nhiều xe chạy với tốc độ cao, bất chấp luật giao thông, rơi vãi đất đá và chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân bức xúc, lo lắng và tiềm ẩn mối nguy tai nạn tại khu vực này. Tại một điểm mở giải phân cách trên tuyến quốc lộ 1 đường vào mỏ đất đá, theo quan sát của phóng viên, chỉ trong khoảng 15 phút đã có 4 xe chạy ngược chiều. Những chiếc xe này chạy với tốc độ cao từ làn đường hướng Nam Bắc băng sang qua làn đường hướng Bắc Nam để vào mỏ đá. Dù tại vị trí này có biển báo cấm đi ngược chiều. Cũng tại điểm mở này, nhiều xe tải từ mỏ đất ra quốc lộ 1 ngang nhiên quay đầu xe để chuyển làn đường, mặc dù có biển báo cấm xe ô tô quay đầu. Nói chung bà con rất là bức xúc, nên là cả ngày lẫn đêm rồi nó ảnh hưởng đến cái nguy cơ trật tự an toàn giao thông. Có những xe là bất chấp, có biển báo nhưng mà vẫn cua, vẫn ngang dọc, rồi gầm hú chạy ca đêm. Nên là cái này bà con rất là phiền hà việc này. Không chỉ chạy ẩu, xe chở đất đá được che chắn sơ sài làm rơi vãi đất đá ra đường. Lưu lượng xe lưu thông lớn lại không được che chắn tốt, khiến các khu dân cư gần đó phải chịu cảnh bụi bặm suốt ngày. Nhiều lần người dân đã tổ chức chặn xe và báo cho chính quyền xã Hòa Xuân Đông, nhưng chưa được giải quyết. Tướng mặt trời nắng thì còn đỡ, mặt trời mưa thì nó mang đất lên kia xuống đây, đất lên đất thành như kia. Bụi do nhà, đi hàng đây là nhà ai cũng không chịu đóng hết á. Mặc dù người dân bức xúc lo lắng đã nhiều tháng nay, nhưng các cơ quan chức năng chưa có biện pháp xử lý các chủ phương tiện vận tải có hành vi vi phạm. Khi nhận thấy có phóng viên ghi hình, các lái xe đã thông báo cho nhau đồng loạt tạm dừng hoạt động để đối phó. Bản dân cư thì người ta có mở giải phân cách. Bình quân hiện nay trên quốc lộ 1 khoảng 350 đến 500 mét là có giải phân cách. Nhưng mà theo cái thói quen của bà con mà cứ đi ngược chiều đó là rất nguy hiểm. Bởi vì là khi nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 là để nó tăng cái lưu thông và tăng cái tốc độ chạy xe. Một mặt thì các cơ quan chức năng như thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông là tuyên truyền, nhưng đồng thời cũng kiểm tra xử lý nghiêm minh cái việc này. Bởi đây là coi như vi phạm pháp luật, có thể gây ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trên cái tuyến quốc lộ 1. Hiện nay nhu cầu vận chuyển cát đất phục vụ san lấp mặt bằng các dự án khá lớn, đồng nghĩa với lượng lớn xe tải lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 và các trục giao thông khác mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không sớm có biện pháp xử lý tình trạng xe chở đất đá ngang nhiên vi phạm luật an toàn giao thông, thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao và gây bất bình cho nhân dân. Chuyển sang thông tin quốc tế, để kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất, 11 tháng 11 năm 1918, 11 tháng 11 năm 2018, hãng thông tấn Anh Press Association PA
đã chọn một số bức ảnh ghi lại thời khắc đón tin vui chiến thắng của người dân tại các nước châu Âu để chuyển đổi thành ảnh màu. Mong muốn của PA là nhằm đưa lịch sử trở lại đời sống đương đại một cách rực rỡ nhất. Những bức ảnh lịch sử tuyệt đẹp này đã phản ánh niềm hân hoan chiến thắng của người dân tại một số địa điểm ở London của Anh, như cuộc diễu hành trên con đường Whitehall bên ngoài Ngân hàng Anh hay một đám đông tụ tập bên ngoài sàn giao dịch chứng khoán và Ngân hàng Anh sau khi mọi người nhận được thông báo đình chiến. Còn đây là bức ảnh được chụp gần tàu ngầm Đức U-48, đầu hàng Hải quân Hoàng gia Anh tại cảng Hartswick của Essex. Đây là cảnh các nhà báo và nhiếp ảnh gia đứng trước một chiến hào nơi quân Đức bỏ lại súng máy và vũ khí. Một chiến binh không tên đang được chôn cất vào ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất. Và đây là hình ảnh các tù nhân chiến tranh Đức dưới sự bảo vệ của Anh dọn dẹp đống đổ nát ở thị trấn Bentou thuộc miền Bắc nước Pháp. Ánh sáng xanh có khả năng làm giảm các cơn đau thần kinh. Đây là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Milan phối hợp với Viện Công nghệ Quốc gia Italy tại Geneva thực hiện. Phát hiện mới này có thể sẽ mở ra một phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân mắc các chứng bệnh đau thần kinh mãn tính. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chùm ánh sáng xanh để chiếu lên cơ thể chuột thí nghiệm. Những tia sáng xanh này sẽ kích hoạt một loại protein được đặt tên là Blink2. Protein Blink2 có khả năng ức chế hoạt động thần kinh trong não bộ của các loài động vật có vú, khiến chúng mất đi cảm giác bị đau. Theo kết quả nghiên cứu, chỉ cần chiếu chùm sáng xanh lên cơ thể vật thí nghiệm trong vòng 1 phút sẽ có tác dụng giảm đau trong nửa giờ. Tiếp theo là những tin tức văn hóa đáng chú ý. Theo công bố của Billboard, người sở hữu danh hiệu phụ nữ của năm 2018 chính là Ariana Grande. Billboard cũng dành những lời có cánh cho nữ nghệ sĩ này khi cô không bị tác động trước bất cứ xu thế nào của làng giải trí. Bên cạnh việc ca ngợi về những đóng góp của Ariana trong âm nhạc, Billboard cũng nói thêm những lý do trao giải cho nữ ca sĩ 25 tuổi vì sự cân bằng của cô trong cuộc sống, cũng như những đóng góp của cô cho các hoạt động xã hội. Ariana Grande sẽ nhận giải thưởng này tại lễ trao giải diễn ra vào ngày 6 tháng 12 tới. Nam tài tử gạo cội Michael Douglas vừa được vinh danh trên đại lộ danh vọng ở Hollywood sau 50 năm tung hoành trong nghề. Michael Douglas năm nay đã 74 tuổi và từng được trao giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn tài phiệt Golden Gecko trong bộ phim Wall Street năm 1987. Ngôi sao của Michael Douglas được đặt gần với ngôi sao của cha ông, huyền thoại màn ảnh Kurt Douglas, năm nay đã 101 tuổi. Nam diễn viên cho biết mình thấy vinh dự khi được vinh danh trên đại lộ danh vọng, nơi gắn 2.600 ngôi sao của những người nổi tiếng khác. Trong đêm gala được tổ chức tại New York vừa qua, nghệ sĩ huyền thoại của Anh Elton John vừa thành công khi kêu gọi 3,9 triệu đô la Mỹ cho quỹ vận động vì bệnh nhân AIDS do chính ông sáng lập cách đây 26 năm. Đêm gala là một hoạt động được tổ chức thường niên nhằm gây quỹ cho các hoạt động phòng tránh, điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Sự kiện có sự tham gia của bạn bè Elton John trong làng giải trí. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay là thông tin, Lâm Đồng cần có chính sách nhất quán, có lộ trình đủ dài, tạo đòn bẩy cho cờ vua ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước đây, bộ môn cờ vua của Lâm Đồng đã từng bước khẳng định được vị thế trên các đấu trường khu vực và toàn quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bộ môn này đang có chiều hướng chững lại. Một trong những nguyên nhân chính đó là do thiếu nguồn kinh phí hoạt động. Chính vì vậy mà chủ trương kêu gọi xã hội hóa trên các lĩnh vực thể thao, đặc biệt đẩy mạnh phát triển phong trào cờ vua tại các trung tâm, đơn vị, trường học sẽ là đòn bẩy để thể thao Lâm Đồng vực dậy bộ môn thể thao có truyền thống này. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Một buổi học cờ vua của các em nhỏ tại trung tâm đào tạo cờ vua Đà Lạt Children Chess ở trường Đại Thời Điểm, phường 1, thành phố Đà Lạt. Không khí học khá nghiêm túc. Theo ghi nhận, đa số các em ở đây đều có độ tuổi rất nhỏ, chỉ từ 6 đến 9 tuổi. Thậm chí có những em chỉ mới 4 tuổi, nhưng các em đã có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn cờ vua. Con thấy bộ môn cờ vua là bộ môn giúp cho con tư duy hơn, vượt qua những khó khăn và giúp cho con học hỏi được điều mới trong cờ vua. Sau này con muốn trở thành kỵ tướng cờ vua để đi thi đấu ở toàn quốc. Bộ môn này khó nhất là bình tĩnh và phải rèn luyện hàng ngày. Nếu không chăm chỉ thì sẽ không được đạt được thành tích cao. Hàng ngày con phải giải bài tập, quấn cờ,
đọc sách về cờ vua hàng ngày thì sẽ được thầy tất cả. Sau này con mơ ước được làm kỳ thủ cờ vua giống như Lê Quang Liêm. Được thành lập gần 5 năm nay, từ lâu Trung tâm Đào tạo Cờ vua Đà Lạt Children Chess đã là nơi tuyển chọn đào tạo hàng chục kỳ thủ cờ vua trẻ cho đội tuyển cờ vua của Lâm Đồng. Chính việc xây dựng một chương trình đào tạo bài bản từ lý thuyết đến thực tiễn, thi đấu, ngay từ khi các em còn rất nhỏ, đã giúp cho các em có một nền tảng trình độ vững vàng trong tham gia thi đấu. Việc nhiều lứa tuổi thì nó cũng rất là khó khăn. Thật ra những bạn càng nhỏ thì nó cái việc mà dạy thì nó càng khó khăn hơn những bạn lớn. Tại vì mấy bạn quá nhỏ, những bạn nhỏ nhất ở đây là 4 tuổi. À, đạt được cái việc huấn luyện tốt thì nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái đối tượng phải có trình độ, là nói chung là tiếp thu hoặc là phải có năng khiếu. Thứ hai là huấn luyện viên thì cũng phải có một cái trình độ nhất định để có thể có một cái kế hoạch dài hạn hoặc là có những cái phương pháp làm sao để kích hoạt một cái nhân tố để mà có thể đạt tới trình độ để thi đấu. Được xem là một trong những môn thể thao thế mạnh nằm trong chiến lược phát triển của địa phương. Mặc dù vậy, nhưng trong những năm qua, bộ môn cờ vua có dấu hiệu phát triển chững lại. Một trong những nguyên nhân chính là do khó khăn trong nguồn kinh phí hoạt động. Do đó, hiện nay, cùng với sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành và địa phương, chính việc xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt kêu gọi sự tham gia của các tổ chức cá nhân, sẽ tạo điều kiện cho các em có một sân chơi lành mạnh. Không chỉ giúp các em thể hiện ước mơ, niềm đam mê với bộ môn cờ vua, mà qua đó còn làm cơ sở để ngành thể thao Lâm Đồng tuyển chọn, bổ sung các nhân tố tham gia đội tuyển. Thì hiện nay, phong trào cờ vua của tỉnh Lâm Đồng của chúng ta phát triển tương đối là mạnh. Tuy nhiên, thì cũng chưa có thể so sánh bằng các cái tỉnh, thành phố lớn có phong trào cờ vua phát triển mạnh. Nhưng mà trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và có những cái tham mưu để có những cái chính sách nhằm động viên, khuyến khích các huấn luyện viên để có một cái cơ chế hỗ trợ cho các huấn luyện viên tích cực tham gia và về các cái trường học mở các câu lạc bộ để mà tiếp tục đào tạo và phát hiện ra những em học sinh có cái tố chất năng khiếu tốt, bổ sung vào các lớp năng khiếu của tỉnh để tiếp tục trong thời gian tới sẽ đào tạo và tham gia các giải quốc gia quốc tế. Rõ ràng thể thao Lâm Đồng không thiếu những tài năng, nhưng bài toán khó hiện nay đó là làm sao thực hiện tốt được khâu xã hội hóa, đặc biệt kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng tham gia. Bên cạnh đó, ngành thể thao Lâm Đồng cũng cần có chính sách nhất quán, có lộ trình đủ dài để tạo điều kiện cho các cơ sở, trung tâm huấn luyện đào tạo cờ vua trên địa bàn yên tâm tuyển chọn các tài năng trẻ, tham gia huấn luyện, đào tạo, giúp các em đủ khả năng trình độ, vươn lên đỉnh cao, từ đó mới góp phần nâng tầm bộ môn cờ vua của địa phương trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.